Vậy khi là cha mẹ thì chúng ta nên làm gì? Với mình thì khi mình đã sanh con ra, dù như thế nào đi chăng nữa, hãy cho con một cái tuổi thơ thật là đẹp, ít nhất là phải tới 15 tuổi. Thì người lớn mình mỗi ngày mình có 24 tiếng, 8 tiếng ngủ, 8 tiếng làm việc là 16 rồi, 3 tiếng vừa ăn uống và tắm rửa vệ sinh nữa là 19 rồi, còn lại là 5 tiếng. Thì các bạn cố gắng dành thời gian với con, mình nói chuyện, mình quan sát thử cái tâm tư tình cảm của con ra sao. Đi học và tự học là hai khái niệm khác nhau. Cái từ đi học á, nghe nó có vẻ nó hơi thụ động giống như là ai bảo gì làm đó. Con phải học bài này đi, con cô giáo nói em phải làm bài này đi, em sẽ được điểm cao, điểm tốt. Còn cái gọi là tự học á, nó mang cái tính chủ động, nó mang một cái gì đó tự khai phá và tốt hơn. Với mình sẽ luôn mong muốn và mình luôn định hướng con mình theo cái hướng là tự học. Bởi vì có những cái kiến thức á, năm nay trường dạy mà sang năm sau rồi kiến thức nó cũ mất tiêu rồi. Và cái xã hội bây giờ nó thay đổi rất là nhanh, thay đổi liên tục các bạn à. Tự học và tự phát triển bản thân nó luôn luôn tốt, nó luôn luôn đúng trong mọi cái thời đại. Khi con mình có khả năng tự học thì nó có thể thay đổi bản thân và bắt kịp với thời đại, dù cho thời đại nó có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Rồi một vấn đề kế tiếp đó là chúng ta hay nói rất nhiều về cái gọi là IQ, trí thông minh sáng tạo, hay là cái EQ, gọi là thông minh về cảm xúc. Nhưng mà ít ai nói về một cái khả năng mà có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, vượt qua mọi cái thất bại trong cuộc sống này. Với mình thì cái IQ đó thì bố mẹ cũng nên để ý, rèn giũa cho con của mình bằng cách các bạn có thể cho con mình nếm trải những cái thất bại nho nhỏ từ lúc mà còn nhỏ đó. Hãy cho biết cái mùi vị của thất bại các bạn à, để mà sau này lỡ mà khi mà con các bạn ra đời á, gặp những cái thất bại lớn á, không có bị sốc. Rồi một ý nữa trong cái việc này đó là quý cha mẹ làm ơn đừng đặt con mình vào hai cái chữ ổn định. Bởi vì hồi xưa khi mà chiến tranh xong á, thì lúc mà chạy bom chạy giặc loạn lạc rồi cái ăn cái mặt nó còn thiếu thốn á, thì bố mẹ rất là muốn con mình sẽ thành kỹ sư, bác sĩ, hay là làm ở xã, làm ở huyện, hay làm ở nhà nước, hay là làm một cái công ty nào đó mà để mà nhận lương hàng tháng để có một cuộc sống nó gọi là ổn định. Mà bây giờ thời đại bây giờ nó khác rồi các bạn à, mà bây giờ là ăn là phải ngon, mặc là phải đẹp, thì giống như công việc cũng vậy, nó cũng sẽ thay đổi. Rất nhiều cái ngành nghề nó mất đi và cũng có rất nhiều ngành nghề mới nó được tạo ra. Bên cạnh đó thì xin quý vị luôn đừng bao giờ mà bắt con cái của mình á phải thực hiện những cái giấc mơ dang dở của quý vị. Giống như quý vị ước mơ làm bác sĩ không được thì phải cho con mình học thành bác sĩ. Mình không thành nghệ sĩ được, các bạn bắt con mình thành nghệ sĩ. Làm ơn đừng. Mình thấy rất là lạ kỳ, quý vị làm bố mẹ, quý vị lựa chọn những cái công việc dễ, đưa đón con đi học, cho con ăn uống, cho con học phụ đạo này kia. Các bạn chọn những cái việc dễ, bắt con mình làm những cái việc lớn, phải thành ông này, bà nọ, phải thành người là rất là dữ dằn. Cái đó mình thấy nó không công bằng chút nào các bạn nha. Một ý tiếp theo là khi làm bố mẹ, các bạn nên cố gắng làm gương cho con. Thân giáo lúc nào cũng tốt hơn hết á. Hãy làm gương cho con mình, con mình nó sẽ nhìn thấy và nó noi theo mình đó. Và ý cuối cùng trong phần này đó là bố mẹ hãy chịu trách nhiệm khi mà con mình gây ra một lỗi sai. Tính là con mình là dưới 18 tuổi ha. Bởi vì có một cái câu ngạn ngữ hay là câu tục ngữ gì đó là nhìn cây thì sửa đất, mà nhìn con thì sửa mình. Thì bố mẹ hãy có một cái nhìn rõ ràng hơn và sẵn sàng chịu trách nhiệm khi mà con của mình làm sai ha, và đưa ra những cái bước để mà thay đổi cái việc đó. Ok, về phần số 4 này mình sẽ chia sẻ những cái câu thần chú của mình trong cái việc mình dạy con. Cái câu thứ nhất á là khi mình muốn nhờ con mình một cái việc gì, mình muốn sai nó, mình sẽ không có kiểu mình nói kiểu ra lệnh, mà mình sẽ nói là con ơi giúp ba với, giúp ba một cái việc này với. Cái này nó tạo cho con mình một cái thói quen, giống như là nó cảm thấy nó có giá trị đó, nó cảm thấy cái gì nó muốn được giúp đỡ ba mẹ của nó. Và sau khi mà nó hoàn thành công việc xong thì mình cảm ơn nó. Ba cảm ơn con, cảm ơn Từ Khiết, cảm ơn Mai Lam nha. Mô hình chung mình dạy cho con mình cái cách nói lời cảm ơn luôn. Cái câu số 2 thì mình hay nói với con trai của mình đó là con cảm thấy như thế nào, con thấy nó là sao, con thấy trong lòng con như thế nào. Điều này nó làm cho con bạn cảm nhận rằng là các bạn đang có một cái sự quan tâm đến với con cái của mình. Và các bạn biết không, con nít á, nó chỉ nghe lời cái người, một là làm cho nó tôn trọng, hai là làm cho nó vui. Và cái câu số 3 thì mình hay nói với con mình đó là thử đi con, thử đi cô. Không thích việc này hả,
thử đi, có mất gì đâu. Khi mà mình nói với con mình cái câu thử đi con, có nghĩa là mình không có kỳ vọng gì hết, mình không có mong muốn nó phải đạt được một cái gì hết. Thử đi, được thì được, không được thì thôi. Tính ra nếu mà con các bạn không thích, đúng không, nó sẽ không làm việc đó. Nhưng mà cái câu mà thử đi con, nó cũng cho con bạn một cơ hội. Biết đâu khi mà nó đã làm được cái công việc đó, tự nhiên cái nó cảm thấy thích thú hơn và nó muốn làm thêm nhiều lần nữa. Và vừa rồi là toàn bộ những cái gọi là quan điểm cá nhân của mình về cái việc nuôi dạy con cái trong cái thời đại hiện nay. Video này chỉ mang tính chất là chia sẻ, các bạn có thể tham khảo. Cái nào các bạn thấy hợp lý thì các bạn sử dụng, còn nếu như cái nào các bạn cảm thấy không phù hợp thì các bạn có thể bỏ qua. Bởi vì con cái của các bạn đó chính là công sức, đó chính là tâm huyết, đó chính là cái khoản đầu tư lâu dài của các bạn. Và muốn nhắn nhủ đến Hồ Từ Khiết và Hồ Từ Chăm Lam, khi hai con đủ lớn, hai con xem được cái video này của ba, xem hết đến giờ này, thì ba mong rằng là hai con đã trưởng thành và đã sống rất là hạnh phúc. Và tất cả những cái gì ba đã làm được cho hai đứa đó thì nó luôn là đúng, nó luôn là khiến cho các con cảm thấy rằng là cái cuộc sống nó luôn tuyệt vời khi được làm con của ba mẹ. Vậy thôi, vậy nha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết vlog của mình đến giờ này. Chúc cho các bạn cũng như là gia đình nhỏ, gia đình lớn của các bạn luôn mạnh khỏe, và cái việc nuôi dạy con cái của các bạn luôn thuận lợi. Nếu như các bạn thấy thích, các bạn thể để lại một like. Nếu thấy hay thì để lại một sub ha. Và Huân sẽ trở lại với những nội dung tốt hơn, hay hơn trong vlog của chú Huân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.